Kính thưa quý vị khán thính giả, thưa các bạn trẻ yêu thích lịch sử Việt Nam. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái chương trình lịch sử Việt 8, hào khí Việt, cái sức sống Việt. Lần trước chúng ta đã đề cập tới cái thời Xuân Thu chiến. Hôm nay chúng ta sang cái thời Chiến Quốc, gọi là Chiến Quốc trong cái lịch sử Trung Quốc đó. Thì cuối cái đời Xuân Thu á, thì Sở Bình Vương nghe lời Diềm Pha giết Ngũ Sa, con Ngũ Sa là Ngũ Tử Tư, qua cầu cứu nước Ngô đem quân vào đánh, thì Sở Vương bỏ chạy. Mấy năm cuối đời Xuân Thu thì nước Việt của Việt Vương Câu Tiễn, hậu duệ của vua Thiếu Khang nhà Hạ, đánh thắng Hạp Lư. Sau Ngô Phù Sai, con của Hạp Lư, đánh thua ở Cối Kê phải xin cầu hòa. Suốt 10 năm trời khổ nhục, cuối cùng diệt được nước Ngô, thành thế vang dội, trở thành bá chủ Đông Nam Trung Nguyên vào thế kỷ thứ 5 trước Dương lịch. Cái thời Chiến Quốc bắt đầu từ năm 478 tới năm 221 trước Dương lịch, cho tới khi mà đế quốc Tần thống nhất được cái Trung Nguyên. Thời kỳ này thì cục diện thay đổi nhiều. Nếu kể ba nước Ngụy, Triệu, Hàn, Ngụy thì thời Chiến Quốc có tất cả là 10 nước, nhưng chỉ có 7 nước mạnh, nên sử gia còn gọi thời kỳ này là gọi là Thất Hồng, hay gọi là Đông Chu mà liệt quốc đó. Đó là các nước Yên, Tề, Hàn, Ngụy, Triệu, Sở và Tần. Bảy nước này đều muốn trở thành bá chủ Trung Nguyên, nhưng do tương quan lực lượng nên phải tổ chức thành một cái liên minh. Liên minh hợp tung gồm 6 nước là Hàn, Ngụy, Triệu, Yên, Tề do Sở lãnh đạo để chống đế chế Tần ở phương Bắc hùng mạnh. Mà để phá vỡ cái thế hợp tung của Tô Tần, lại liên kết các nước theo trục dọc để chống Tần. Trương Nghi đưa ra cái thế liên hoành, thuyết phục các nước liên minh với Tần theo hàng ngang, nhưng không thành. Nước Tần lúc bấy giờ ngày càng phú cường nhờ những cải cách triệt để do Thương Ưởng đề xướng thực hiện, gồm triệt tiêu giai cấp quý tộc cũ, tạo lập một giai cấp mới gồm những quân nhân có nhiều chiến công, thực hiện chính sách khẩn hoang do dân tự do khai phá đất đai, tạo ra một thành phần phú nông ủng hộ triều đình. Lần đầu tiên trong cái lịch sử thì đế chế Tần cho tổ chức quản lý hộ khẩu, y hệt cái cộng sản sau này bắt chước, rồi chứng minh nhân dân, tổ chức cứ năm gia đình một ngũ gia liên bảo, liên đới trách nhiệm trị an, nó gọi là ngũ gia liên bảo. Rồi công bố thực hiện một chế độ thưởng phạt nghiêm minh, bình đẳng về pháp luật giữa quý tộc thứ dân, nên chẳng bao lâu thì Tần trở thành một nước giàu mạnh. Ngay từ năm 299 trước Dương lịch thì Tần thắng Sở, bắt giam Sở Hoài Vương. Năm 278 trước Dương lịch thì Tần Bạch Khởi chiếm đất Dĩnh, Sở phải rời đô. Rồi Tần thắng liên tiếp Triệu. Năm 260 trước Dương lịch, 40 vạn quân Ngụy đầu hàng. Tần tiến vào Chu năm 256 trước Dương lịch. Triều Chu phải dâng đất cho Tần, chấm dứt Triều Chu trong cái lịch sử Trung Quốc. Năm 242 trước Dương lịch thì Tần Thị Hoàng lên ngôi, dùng Lã Bất Vi rồi Lý Tư, môn đệ của Pháp gia Tuân Tử, làm tướng quốc. Chỉ trong 10 năm sau đó thì Tần diệt Hàn năm 230 trước Dương lịch, diệt Ngụy năm 225 trước Dương lịch, và diệt Sở năm 223 trước Dương lịch, và cuối cùng là diệt Tề năm 221 trước Dương lịch, làm bá chủ Trung Nguyên, trở thành một đế chế Tần hùng mạnh. Sau khi mà gồm thâu lục quốc thì Tần thống nhất văn tự, quy định một nối chứ mới gọi là Tiểu Triện, áp dụng trên toàn quốc. Đây là chính sách triệt tiêu văn hóa, giống như chế độ cộng sản đang đưa ra cái chữ Hán, với cái sự gọi là đưa ra một nối chứ mới của tên văn nô Bùi Hiền, để về triệt tiêu cái văn hóa, xóa bỏ tất cả những cái văn hóa lên bằng chữ quốc ngữ đó, đồng thời cho thống nhất các đồ cân đo lường và cả nông cụ, cày bừa kể cả khoảng cách giữa hai bánh xe để dễ bề thu thuế, và chuyên chở lúa để nộp thuế. Nhưng quan trọng hết là thống nhất tư tưởng để dễ bề thống trị, triệt tiêu một mầm mối chống đối, nên Tần chủ trương diệt nho, đốt sách, chôn sống nho sĩ, buộc mọi người dân phải tuân phục những gì triều đình trung ương đưa ra, không một ai được có một ý kiến riêng tư nào khác ngoài chủ trương chính sách của triều đình. Tần ghét nhất là giới nho sĩ triết gia mở trường tư dạy đạo lý, chỉ trích chiến tranh và hình phạt tàn bạo. Tần chỉ muốn nhồi nặn dân chúng trở thành kỷ luật, bảo gì nghe đấy, tự do tư tưởng, tự do ngôn luận là cái tội nặng nhất. Tứ thư ngũ kinh của đạo nho bị coi là cực kỳ phản động,
vì khiến cho dân nhớ tiếc cái tôn ti trật tự xưa cũ của các triều đại ở các nước ở Trung Nguyên. Năm 213 trước dương lịch thì theo đề nghị của Lý Tư, Tần Thủy Hoàng ra lệnh đốt sách và chôn nho, đốt hết các bản tứ thư ngũ kinh ở Bách Gia Chư Tử trong dân gian. Các bộ sử của các sáu nước đều đốt hết để triệt tiêu sử liệu về nguồn cội dân tộc. Ai không tuân lệnh lén rút thì kết tội là phản động. Thưa quý vị, các chủ trương của Tần Thủy Hoàng trở thành cái kinh điển của cái chế độ độc tài tập đoàn Việt Giang Cộng sản ngày hôm nay. Sử gia phương Tây và sử gia Trung Quốc thì ca ngợi Tần Thủy Hoàng là vĩ nhân cổ kim, chưa đầy 15 năm mà thống nhất được Trung Quốc, lập nên một đế chế phong kiến hùng mạnh nhất phương Đông. Thế nhưng hầu hết các sử gia này phải công nhận trên 1.500 năm không có một bạo chúa nào như bạo chúa Tần Thủy Hoàng. Theo học giả Nguyễn Hân Lê trong sử Trung Quốc đã nhận định là khi đạo Khổng suy rồi rồi thì triều Minh mới theo triều Nguyên Mông dùng chính sách độc tài. Triều Thanh Mãn Châu cũng vậy, và cần gần đây còn tệ hại hơn nữa là Mao Trạch Đông đã tự hào rằng đã giết kẻ sĩ gấp trăm lần Tần Thủy Hoàng. Nhưng ông ta chưa chết thì cái gọi là cách mạng văn hóa của ông ta đã phải dẹp bỏ. Nhận định về các cuộc cách mạng đều do nông dân cả, và một số học giả phương Tây bảo không một dân tộc nào mà nông dân làm cách mạng nhiều như dân tộc Trung Hoa. Một điểm đặc biệt là hầu hết họ là những người trong giới bình dân, vô học hay ít học, tài năng không có, tư cách tầm thường, và chỉ có bọn họ mới thành công. Đó là cái điều trớ trêu của lịch sử Trung Quốc giống như lịch sử Việt Nam bây giờ. Còn cái hạng người tài cao anh hùng cái thế thì thất bại như hạng Võ, rốt cuộc chỉ là hạng tầm thường như Lưu Bang mới làm nên cái sự nghiệp lớn, vì nông dân nghe họ và họ biết nghe lời kẻ sĩ. Vậy thì làm cách mạng là hạng bình dân, mà cách mạng thành công nhờ kẻ sĩ. Xưa như vậy mà nay cũng thế, bây giờ là cái loại trí thức mà nhắm mắt để theo đảng đó, thưa quý vị. Trên đây chúng ta đã sơ lược về cái lịch sử Trung Hoa thời cổ đại, chính là để nhận thức rõ rằng Việt tộc là tộc người làm chủ Trung Nguyên trước khi Hán tộc tràn xuống xâm chiếm đất đai nhà Hạ, và cho tới ngày nay. Năm 776 trước dương lịch, tộc Thương tiêu diệt nhà Hạ nên cư dân nhà Hạ phải di cư xuống phía Nam để thành lập các quốc gia Bách Việt. Suốt dòng lịch sử, Hán tộc đã liên tục xâm chiếm đất đai của các nước Bách Việt, nên Việt tộc bị đẩy lùi dần xuống phương Nam cho tới cái phần lãnh thổ hiện nay. Cộng đồng Bách Việt đã phải ly tán khắp nơi, thành lập các quốc gia mà sách sử cổ gọi là các nước Bách Việt. Ở thời Xuân Thu Chiến Quốc, các quốc gia Sở rồi Việt đã đứng lên giành lại cái quyền lãnh đạo Trung Nguyên, nhưng cuối cùng cũng bị Tần tiêu diệt, triệt tiêu cả văn tự lẫn xóa nhòa ký ức về cội nguồn của dân tộc. Khi đế chế Tần suy vong, một lần nữa Việt tộc lại vùng dậy do Sở Bá Vương Hạng Võ lãnh đạo, mà sử sách gọi là thời kỳ Hán Sử tranh hùng, Hán Sở tranh hùng. Cuối cùng thì Hạng Võ bị Lưu Bang vây khốn, phải tự sát bên bờ sông Ô Giang cùng với nàng Ngu Cơ. Lưu Bang lên ngôi năm 202 trước dương lịch, mà gọi là Hán Cao Tổ, mở đầu một cái triều đại hùng mạnh trong cái lịch sử Trung Quốc. Cùng thời kỳ này, khi Tần suy vong thì Triệu Đà lập nước Việt, liên kết với Mân Việt và Âu Việt, rồi xưng là Triệu Vũ Đế, hùng cứ một phương. Triệu Vũ Đế đem quân đánh Trường Sa, buộc Hán Văn Đế phải thương lượng giao lại cái phần đất Bách Việt từ phía Nam núi Ngũ Lĩnh trở xuống cho Triệu Vũ Đế và quốc gia Nam Việt, đổi lấy sự giao thương hòa hiếu như xưa. Đây là một cái thời kỳ cực thịnh của Việt tộc. Thế nhưng khi triều Hán hưng thịnh thì chính Hán Vũ Đế đã cử Lộ Bắc Đức đem quân đánh chiếm Nam Việt, và cử Mã Viện đem đội quân thiện chiến xâm lược đánh dẹp phong trào kháng chiến của Hai Bà Trưng năm 42, mở đầu cho thời kỳ đô hộ của nước ta. Trân trọng kính chào toàn thể quý vị.